Ok, chào 1 triệu anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Thì một thời gian qua là mình đã có like độc quyền ở bên cái con game Lock 2 và Lock 3, nên cái việc mà review chia sẻ cho các anh em những cái con game, những cái nền tảng khác thì hơi hạn chế là chút xíu. Thì mình tổng kết là buổi chiều thì mình like những cái con game ALL, những cái con game mà mình review. Còn 8 giờ trở lên thì mình like bên TikTok nha anh em. Và quay lại vấn đề chính hôm nay là tiếp tục mình sẽ chia sẻ một cái series dài tập, đó là một cái con game Mufika phiên bản là 18. Thì hôm nay mình sẽ vào trong đây giới thiệu cho anh em nè. Khi mà đến với một cái con game Mufika thì các anh em sẽ được tặng những cái đồ gì? Đầu tiên, ở một cái beta trước thì anh em không có đồ gì hết. Còn cái beta hiện tại thì chúng ta tạo một con nhân vật sẽ có đầy đủ hết tất cả đồ vũ khí và win. Thì mình sẽ làm cho anh em xem luôn nhé. Trong khi xem thì các anh em tiếc gì, cho em ấy một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những video sớm nhất từ kênh trải nghiệm của mình nha. Mình vào trong đây để mình tạo một con nhân vật, bất kỳ con nhân vật nào mà anh em yêu thích. Thì ở cái acc của mình không khác gì những cái con nhân vật quen thuộc như là con GL và con DL. Đây. Thì mình tiếp tục mình sẽ tạo một cái con là GF, còn gọi đó là quyền dương thiết binh gì các kiểu. Tên của nó rất có nhiều. Nó nhiều là theo từ cái cấp độ 1 mới tạo nhân vật, làm nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2 và nhiệm vụ 3. Thì mỗi một cái nhiệm vụ là nó sẽ có tên khác nhau. Thì anh em có thể là để cái tên tùy ý nha. Và như vậy thì chúng ta đã tạo một con nhân vật thành công. Tạo xong thì anh em cho nó vào game nha, để mình xem chiến lợi phẩm của mình của cái con game Mufika phiên bản là update 18 này cho chúng ta được gì và chúng ta nhận lại từ gì từ cái con game Mufika. Ở con game Mufika này mình đã có review quảng cáo PR rất là nhiều. Các anh em chỉ cần vào trong đây sell bài viết trải nghiệm game là các anh em sẽ có những gì mà các anh em cần muốn, điển hình như là win con sơi hoặc là cái lượng good. Đâu đó là một chút xíu đồ gì đó khi mà các anh em được hỗ trợ khi mà mới tạo một con nhân vật. Mình sẽ bấm vào cái gương đồ. Như mình đã nói là anh em sẽ có những cái này đây. Các anh em thấy chưa? Lúc trước là không có đâu nha anh em. Còn bây giờ là sẽ có một cái set thằng tăng thủ đó cho anh em luôn. Set thằng gu. Các anh em thấy gì chưa? Nó rất là đẹp nha. Thì bây giờ mình chỉ việc cộng điểm lên rồi chúng ta đi chiến thôi. Trong khi đó là chúng ta sẽ có gen nè, để chúng ta mua những bộ skill có gấu và có bùa nhân, đặc biệt là có win, có pentagram hoặc là có một cái cuốn là sách để chúng ta giảm lan. Thì anh em nào mà muốn mình xem trực tiếp á thì có thể là không có dùng giảm lan, còn anh em nào mà máy cấu hình hơi yếu chút xíu thì anh em dùng chế độ giảm lan cho mình nha. Đầu tiên mình sẽ bỏ cái này xuống nè. Cũng như thường lệ thì các anh em hãy gõ cho mình 4 lần chữ Changer, bấm vào một cái phần tin nhắn một xẹt và gõ 4 lần Changer nha. Đây là lần thứ nhất. Đây là lần thứ hai. Và cái con này chỉ sử dụng được 2 lần vì nó không có nhiệm vụ 1 và 2, chỉ có nhiệm vụ là 380 và nhiệm vụ 400 thôi. Thì chúng ta và muốn chắc ăn thì gõ thêm một lần nữa nha. Nhiều khi là mình gõ sai, anh em mà tay nhanh hơn não á là sẽ gõ sai nha. Như vậy là chúng ta đã làm được nhiệm vụ thành công. Cái phần tiếp theo thì anh em bấm cho phím C cho mình và luôn một cái phím Q. Thì hai cái này mình sẽ tương tự, mình nhìn cái lượng điểm đặng mình cộng nhé. Thì đầu tiên mình sẽ vào một cái tay đấm của cái con này thì mình còn thiếu là 245, còn nhanh nhẹn thì mình còn thiếu 99. Như vậy là chúng ta đã mặc lên được một set nè, đeo nhẫn gấu và đeo con gấu lên. Cái set đồ là các anh em phải cộng vào cái phần HP nhé. Khi mà anh em muốn mặc được cái set đồ thì các anh em phải có đủ một cái level cố định thôi. Thì tiếp tục anh em chúng ta sẽ đi mua những cái quyển skill để mà chúng ta đi farm nha. Thì ở giai đoạn đầu farm nó rất là nhẹ nha anh em. Tiếp theo anh em bấm phím Z cho mình. Bấm phím Z là tấn công từ xa, quay lại vị trí ban đầu và phạm vi tấn công. Nhặt đồ thì anh em có thể là để là nhặt ngọc nè, và thêm vật phẩm bổ sung, đồ thằng, đồ hoàn hảo. Các anh em có thể là thêm bất kỳ cái gì anh em muốn. Còn trên đây thì các anh em cứ việc tích vào trong đây hết. Hiện tại khi mà mình mới tạo nhân vật là của mình đang có là 11 cái boost. Các anh em thấy gì chưa? Nó rất là nhiều boost nha. Bên Mufika là được một cái là hỗ trợ rất là tốt nha anh em. Bám sát theo web gen luôn. Và mình sẽ mua những cái bộ skill của em ấy đây. Khi đủ level thì mình sẽ cho nó dùng lên hết nha. Ra ngoài đây thì anh em cần boost lên cho mình một cái. Đặng mình clear quá cho nó nhanh chút xíu. Ở giai đoạn đầu thì có như gì thì không cần phải bàn cãi rồi anh em. Quá tuyệt vời nha anh em.
Rất là mê luôn anh em ạ. Nói về cái độ GF á, thì phần đông anh em là đã biết và đã sở hữu GF là nó cực kỳ bá như cỡ nào rồi. Thì anh em chơi con nhân vật này á, thì lúc nào cũng phải là có một cái hoài niệm, có một cái đam mê. Như mình á, thì đam mê bên hệ là GF và DL. Còn không biết anh em đam mê bên hệ gì thì anh em có thể là comment inbox lên để chia sẻ nha anh em. Anh em có thể là auto bằng hệ thống hoặc là auto bằng thủ thuật cũng vẫn được bình thường hết nha. Thì hiện giờ mình đang auto bằng hệ thống nha. Auto bằng thủ thuật thì nó sẽ quánh liên tục luôn. Thì cứ thế anh em có thể là từ ở một cái level 1 mà chúng ta có thể là farm lên tới một cái max level. Max level thì chúng ta có thể là qua reset chúng ta có thể qua relay. Và đặc biệt anh em có thể là cài master qua chủ đạo và chủ yếu của cái con game là Fika ở đất 18 này. Một Ok. cái con game mu này quyết định mạnh và yếu là nó ở master 3 và master 4 nha anh em. Tại vì cái lượng win đó thì nó cũng không có nói lên cái độ nguy hiểm quá, và nguy hiểm cân đo đong đếm là chỉ là Master 3 và Master 4. Anh em có thể là vào trong đó để nghiên cứu một cái bảng điểm cho gà tốt nhất có thể nha. Thì tiếp theo mình sẽ đi săn boss cho anh em xem. Và đi săn boss thì mình không có lấy cái con GF này, mình sẽ chuyển qua con IK mình săn boss và mình đi sự kiện cho anh em xem luôn nha. Ok, như vậy là chúng ta tiếp tục đi săn những cái con rồng vàng vào cái khung giờ là đầu 1 giờ. Thì nó sẽ xuất hiện mỗi cách 1 giờ nó sẽ xuất hiện ra là những con rồng vàng. Thì cho chúng ta những cái hộp boss và những cái mảnh để nâng vũ khí rồng 1 lên rồng 2 cho các anh em xem. Thì ở đây mình sẽ chạy demo tầm khoảng vài con cho anh em biết ngay và luôn nhé. Thì ở hiện giờ mình sẽ qua bên map Nogia nè. Guia thì mình chạy một vòng mà không có, chỉ có một con Daibo thôi, không có những cái con rồng vàng anh em. Anh em chạy quá nhanh anh em ạ. Thì hiện giờ mình sẽ đi một cái review đây nè, không còn săn rồng nữa và mình sẽ đi review cho anh em xem. Ở ngoài map thì anh em săn rất là lẹ vì là anh em đã biết được cái thời gian nó ra và biết được địa điểm là thường là nó nằm ở đâu. Thì vào trong đây chào 500 anh em trong review nha. BT từ ngừ mà tự giờ không ai chịu BT hết anh em ạ. Mình đi ngủ từ ngừ. Ở đây thì có anh em vào trong đây trong review á, thì khi chúng ta farm đến mà hết cái review luôn tầm khoảng mười mấy phút thì chúng ta sẽ nhận được cái điểm good từ là 500 good lên tới 1.000 hoặc là 2.000 3.000 gì đó anh em. Ở đây có một anh Nika đeo một cái con Leon rất là đẹp nhưng mà không ai chịu BT, thì mình sẽ gõ một cái dòng tin nhắn nha. BT đi mấy anh ơi, vào trong đây không BT buồn lắm, kỳ lắm anh em. Mình chia ngọt sẻ bùi cho nhau mà không ai BT hết. Thì như vậy mình đã ghim lên và đã có một cái anh IK BT với mình. Thì bây giờ tới cái phần mà vào farm quái thì mình sẽ tua nhanh nha. Tại vì tầm đợi mười mấy phút á thì sẽ làm mất khá nhiều thời gian của anh em. Mình sẽ tua để cho anh em thấy là cái quãng đường mà mình đi farm ở trong cái review và nó sẽ như thế nào. Thì anh em chúng ta chờ theo dõi nha anh em.
Từ giờ thì mình đã đi săn boss vàng, rồng vàng, rồng đỏ và những con gobo. Thì thời gian săn á, thì các anh em cứ việc là canh cho mình đầu giờ. Thì cách 1 giờ nó sẽ ra. Thứ nhất là cách 1 giờ sẽ ra nè, cách 1:05 nè và cách 1:15. Ba khung giờ đó là anh em có thể là chạy full map luôn. Từ map là Logenkia, Nogia, Aya rồi Ebelan thì lot 1 tới lot 7 luôn. Anh em có thể kiếm những cái nguồn thu là những cái con boss, boss nó sẽ cho ra chúng ta là những vật phẩm như là nhẫn nè, dây chuyền nè, rồi đặc biệt là hộp gu và hộp boss cộng 3, cộng 1, cộng 2, cộng 5 thì ở đó có đầy đủ hết, các anh em có thể là canh thời gian nha. Và tiếp theo là mình sẽ đi một cái sự kiện cực kỳ mới mà trên kênh mình là mới áp dụng và mới đi, thì lúc trước mình đã có làm rồi anh em nhưng mà mình không có quay tại vì nó khá là lan, và hôm nay mình sẽ làm cho anh em xem ngay vào luôn. Thì đầu tiên mình sẽ vào cái sự kiện mới cho anh em xem. Từ giờ mình đã có săn boss và đã có đi review thì bây giờ mình sẽ đi cái này. Thì anh em có thể là nhặt cái vé mà tích cơ này, ở đây là một cái chiến trường là Waka. Waka này nó sẽ đi liên tục và xuyên suốt cho anh em. Chúng ta nhận được gì? Đây là cái cho anh em xem lại cái dây chuyền hồi nãy mình săn con rồng rồng đỏ ra nè. Con rồng đỏ nó cho ra chúng ta là sát thương hoàn hảo nè, cấp độ phép thuật theo level nè, tốc độ tấn công và HP 1% thì nó cũng rất là đẹp. Qua đây là những cái gương mà mình đã đi farm từ giờ đây anh em. Còn những cái vé này thì anh em có thể là mua bằng win con C. Win con C á thì anh em chỉ cần là sell bài viết là chúng ta có được win con C và có được những cái đồng tiền good. Ở đây đây có hai cái đồng tiền tệ đây. Good thì chúng ta có thể là xài cá nhân. Đây good là cá nhân, còn win con C là xài chung nha. Thì vào trong đây các anh em list vào trong cái thẻ này, người ta hỏi mình đi không thì anh em có thể là chấp nhận và đi nha. Thì mình sẽ vào trong một chiến trường là Waka này để test cho anh em xem. Ở đây là mình vào Waka thì nó có để cho cấp độ cái level của mình là level 1 thì mình bấm chữ vào. Đây là một cái event cực kỳ mới mà mình đã cho lên sóng ngay vào luôn tại cái con phiên bản là Mufika Red 18 này. Thì hồi trước giờ ở những cái phiên bản mobile khác thì nó không có những cái sự kiện như gì. Thì anh em có thể là vào trong đây để trải nghiệm nha. Đầu tiên là chúng ta phải phá cổng. Đây cũng như là một cái mê cung nhân bản. Nhân bản chúng ta phải đi theo từ cấp và giết theo từ cấp quái. Thì nó sẽ cho chúng ta ra những cái vật phẩm để cho anh em chúng ta sử dụng nha. Anh em cố gắng là giết hết quái giúp mình nha. Giết hết quái rồi đi lại phá cổng nha anh em. Các anh em liên tưởng như là mình đang đi bờ lút gì đó. Đi bờ lút là phá, mình hạ quái ở đằng trên cầu và mình đi lại cổng thì mình phá cổng rồi vô mình phá tượng. Nó cũng rất là dễ chơi nha. Cái tượng này trâu phết anh em, quánh toàn mid anh em à. Cái này là bị lan đam nha, lan đam là nó sẽ mid. Vào trong tới quái thì chúng ta đi hạ boss thôi. Trong quái là nó sẽ có quái nhỏ và boss thì chúng ta cần thiết là phải hạ. Làm đủ nhiệm vụ thì chúng ta đi ra ngoài kia chúng ta nhận nha. Khi chúng ta đã hoàn thành thành công hết thì sẽ nhận được một cái vật phẩm. Nó sẽ cho ra chúng ta là random những cái vật phẩm mà chúng ta, cái vật phẩm gì cũng là cần thiết ở trong con game hết nha. Tại vì nó không phụ trợ cái này thì nó cũng phải là phụ trợ cái kia anh em ơi. Chứ không có cái nào phí hết đâu, nên anh em yên tâm nha. Trong đây như là một cái hành trình mà chúng ta đi vượt ải gì đó, nó sẽ có những cái gay go và những cái mà vượt ải khác nhau. Vô đây hình như mình nhớ là tới cái boss cuối rồi đó anh em ơi. Con IK của mình nó thì cái lượng master nó lên khá là ổn rồi nha. Nên như đi sự kiện, mình đi sự kiện và mình đi boss thì cái phần thưởng là mình đã có một cái phần thưởng đây. Vì đây là mình có thể là đi liên tục hoài nha anh em, chứ nó không có giới hạn nha. Phần thưởng thì anh em bấm cái phím K cho mình. Ở đây thì mình nhấp vào trong đây thì người ta hỏi mình có chịu lấy phần thưởng không. Thì mình sẽ lấy phần thưởng đây. Bấm bỏ và ra ngoài đây. Đó là được một viên để mà mình nâng cấp cái bên nha anh em. Đây là một viên để một cái viên sale để mình nâng cấp cái bên. Anh em có thể là vào trong đây để trải nghiệm, để đi hết những sự kiện mà bên em đã làm ra. Thì từ giờ mình đã săn boss vàng nè, đi review nè và đi vào cái chiến trường là Waka cho anh em xem. Thì clip này chỉ là gói gọn bao nhiêu thôi, clip sau thì mình sẽ làm tiếp quảng cáo giới thiệu PR cho anh em biết là một cái season 18 nó có những gì. Thì những cái cơ bản thì anh em đã biết, còn những cái chuyên sâu thì anh em mình cùng nhau chia sẻ nha anh em. Và cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu và xem hết cái video của mình nha. Và hẹn anh em một cái video gần nhất tại một cái con game là Mufika Red 18 nha anh em.